Anh em, ai đang gặp vấn đề về quân huy? Đến sắp tôi ngay, hàng ngày nhận free, cam kết 100% chữa khỏi bệnh thiếu quân huy cho anh em. Nếu gặp sự cố, đơn giản thôi, liên hệ ngay nhân viên để được bồi hoàn lại 100% nhé. Xin chào anh em, hôm nay Việt Nam đã cập nhật phiên bản Cúp Vinh Quang rồi. Nhưng anh em đang phân vân là chơi con gì cho mạnh, chọn giấy win đây. Bởi bản cập nhật lần này là hơn 30 tướng cơ mà, thay đổi trang bị và phù hiệu khá đáng kể. Và sau một tuần trải nghiệm trước ở rank cao thủ Đài Loan, thì em xin gửi tới cho anh em 5 vị tướng tỷ thắng cao nhất. Anh em nên thử chơi một lần, chắc chắn không khiến anh em thất vọng đâu. Nào, bắt đầu tìm hiểu ngay. Và anh em xem video chưa quên ủng hộ S bằng cách đó chính là like video. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh đấy ạ, cho S xin một đăng ký kênh nhé. Và bấm nút chuông nhỏ xinh bên cạnh nút đăng ký để nhận video thông báo mới nhất. Và em có tặng cả Garena Free cho anh em ở cuối video bằng event hỏi và đáp trong các top tướng anh em chớ bỏ qua. Top 5, Enzo, là vị tướng cần kỹ năng cao, mùa nào nóng khỏe nhưng tỷ lệ xuất hiện trong lanh thì không nhiều. Rõ ràng là thà đánh con dế chơi cho nhàn, chứ đánh tướng khó làm gì, kiểu kỹ năng cho nhanh gọn là bọn đấu sĩ như lưu bố, Aaron. Tuy nhiên Enzo lại phám rất nhanh với combo, với khả năng bắt và không treo chủ lực kẻ địch tuyệt vời. Khi đã có sớm lợi thế, vượt trội về cấp độ, Enzo có bài lăng ngập tuyết rất khủng. Ở trang trụ lơ ngớ là xích lôi cổ ra ngay, anh em chơi xạ thủ là ấn nhất rồi. Phối hợp đồng đội để có thể bắt lẻ, ép mục tiêu và kết thúc trận đấu sớm là điều tương đối dễ dàng, nên tỷ lệ thắng lên tới 53,3%, khả năng ép trụ áp lực cực khủng. Khi anh em kết hợp các vị tướng ép đường mạnh như trong video là Quy hay là khả năng áp lực từ Ate và Sepeda. Còn đi rank, anh em nên thêm các vị tướng băng trụ tốt kiểu Omega, Rodion thì quá tuyệt vời. Đặc biệt là các vị tướng như Vedet, Floor hay Richter. Các vị tướng này giống như Enzo, quả năng giao tranh liên tục và mang các khống chế nhất định, gây cảm giác khó chịu lên chủ lực kẻ địch. Chúng ta dùng vị đấu khí, nâng mắt chiêu 2 và cài máu thứ nhất bổ trợ chính trị. Anh em nào bị tranh rừng có thể cầm Enzo đi các vị trí nhà top hoặc là trợ thủ lên tanh nhá, thoải mái chơi luôn. Anh em chơi Enzo cần phải tung chiêu 2 thật chuẩn xác, đây là mấu chốt. Còn nếu không trúng, đừng lo lắng, đánh thường hơn nhiều để có thể làm chậm kẻ địch và tăng tốc cho chính bạn. Chiêu của Enzo lao đến và áp sát mục tiêu, nhưng cần phải bình tĩnh để có thể quyết định kích hoạt hay là không. Đồng thời chiêu 2 cũng vậy, anh em mắc trúng ấy thì đừng có vội vàng kéo kẻ địch về, trừ khi kẻ địch định chạy, cứ từ từ sử dụng và sử dụng chiêu thức đó để out kẻ địch nhé. Nếu tướng địch đang có bị tướng khống chế ở bên thì đừng có dại mà chiêu cuối lao vào đấy, khác thì anh em tự hủy đâu. Nội tại chiêu cuối là điểm mấu chốt, giúp anh em có thể cường hóa tốc đánh tốc chạy khi bạn hạ là phụ, giúp Enzo hạ một có thể cân cả team nhé. Top 4, Guido. Tốc ảnh hưởng của Guido đã đủ mạnh để có thể vác con giải, tất nhiên là không phải đi rừng đâu. Bởi một chất tướng cấu rỉa khỏe như Guido, kết hợp tốt đội hình cấu rỉa như Elsu, Lily hoặc là Vio, kết hợp bộ 3 mid như Lily, Chrissy, Rap thì cực khỏe. Giống kiểu trước giờ đánh nhau ấy, giao tranh làm kẻ địch yếu trước, kết hợp tốt thì khiến kẻ địch bốc hơi, không cần phải áp sát và giao tranh. Ở rank ấy, anh em thấy Guido đi trợ thủ rất nhiều, nhưng ở giải Guido đây các game thủ Đài Loan và Thái Lan vận dụng với tỷ lệ thắng cực cao ở khung đường mid. Đây vừa là con bài tốt đi với Elsu, vừa là bị tướng choáng Elsu khi đó đạn không phải dạng vừa. Ngoài cấu rỉa thì khả năng khống chế đáng gờm, đặc biệt là chút cuối hoàn toàn tê liệt dù kẻ địch lấy các món đồ kháng hiệu ứng. Cùng với đó sự trâu bò thì khó tin dù toàn bộ là sức mạnh phép thuật. Anh em cũng hiểu bản này, các trang bị phép đều rất là mạnh, nên mới thấy Guido tỷ lệ thắng rất là cao, lên đến 53,4%. Kiểu như là trang bị ở chiếc bùng nổ nè đều giảm giá vàng và tăng thêm tốc độ chạy, ngoài ra còn một vài trang bị khác rất tuyệt vời. Guido ngoài kết hợp đội hình cấu rỉa ra thì anh em để kết hợp rất mạnh với các vị tướng sâu đam nhá. Guido có thể chống bị tướng lao vào như bọn Pain, Aeron không tệ đâu. Chúng ta sử dụng thần quang hoặc là ma tính, nâng mắc chiêu 2, cài máu thấp nhất, bổ trợ tốc biến nhé. Anh em nên nhớ rằng lên phương pháp Guido rất mỏng, vậy nên hạn chế lao vào chút cuối quá sớm, trợ thủ bọn nó hóa giải cái là bạn xác định ngay. Ta lên phép là ta gơ rỉa xa đứng cạnh xạ thủ, bảo kê cho nó bắn được rồi. Liên tục khống chế và kết hợp xạ thủ bọn Elsu, Vio để có thể cấu rỉa kẻ địch chịu thế nào được. Hoặc là kết hợp bọn Joker mới thay đổi bộ kỹ năng không tệ. Chiêu cuối thể kết hợp với tốc biến để tạo ra combo khống chế cực mạnh. Guido thời tới rồi, áp dụng thôi. Top 3, Laurel. Bà Chunumit đã trở lại. S trải nghiệm rất nhiều Laurel ở phiên bản mới và tự tin khẳng định với anh em rằng ở bản này cứ vác Laurel vào một quẩy, địch nhiều đấu sĩ, bích là đẹp luôn. Chứ bọn nó toàn hai xạ thủ bọn cố để từ xa thì đúng là hơi căng. Top 1 tỷ thắng Pháp xưa bản đài sau một tuần cập nhật. Top 3 tỷ thắng cao nhất server Đài Loan là con số biết nói, với 53,4% tỷ thắng và tỷ pick là 1,1%. Điểm mạnh của Laurel vẫn là khả năng cò quay ra tranh khủng với nội tại, đồng thời chiêu 2 né đam tuyệt vời. Nội tại giúp Laurel chẳng ngại bất kỳ tanker nào. Như trong video, các bạn thấy rằng Kret Tara không đủ tuổi rồi, gặp Laurel như kiểu lén đi chân hết mà bị mẹ ganh, thậm chí là soi thương chết chủ lực kẻ địch nhà Nata Elsu chỉ bằng vài lướt và vận dụng chiêu 2 để out chiêu. Video trước em có gửi tới cho anh em là được nhiều bùa xanh, còn video này không bùa xanh và bị thọt khi team farm mid rất là nhiều. Từ một vị tướng gần như bị out và như anh em cứ gọi là gạt rán hãy tăng sức mạnh đi, và gạt rán đã hồi đáp chính là giảm khựng ở chiêu 1,
Nhưng nếu chỉ dừng bằng đó thì không có ăn thua đâu anh em. Gà rán đã gián tiếp tăng sức mạnh, đó chính là giảm giá vàng các trang bị sớm khỏe ở giai đoạn đầu cho đo đeo như là phương áng lệ này, ngọc đại và cả mặt nạ Berit. Rẻ thế là mua luôn, sắm xong là quẩy nha anh em. Vậy thì điều gì cho Real có sự chuyển mình như vậy? Như anh em sẽ cho rằng trang bị giảm giá 200-300 vàng nhưng chỉ số có giảm đấy. Điều có nói anh em cần phải nhớ rằng lên đồ là chúng ta rất là quan trọng cái nội tại trang bị đó. Tức là với cái lượng vàng ít hơn, anh em vẫn có đầy đủ nội tại như mặt nạ Berit này, vẫn hồi chiêu ngon, giáp đủ khỏe, sát thương 100 máu khỏi tính rồi. Còn phương áng lệ hoặc là ngọc đại, lấy cái nội tại của nó là tuyệt vời rồi đó. Sức mạnh sẽ đến sớm hơn nhiều so với phiên bản tiến hóa tối thượng. Chúng ta sử dụng ma tính, nâng mắc chiêu 1 và cài máu tốt nhất, bổ trợ tốc hành hoặc là anh em có thể cầm thanh tẩy nếu quen tay. Hay kể cả là sáng tạo hơn với gầm thép bây giờ sửa rồi anh em, tăng 25% kháng ứng, hồi 200 máu tối đa và tăng 10% biến thương. Tức là phiên bản mới này, Laurel có nhiều lựa chọn hơn cho anh em. S tự tin khẳng định với anh em rằng team địch mà pick 2 đấu sĩ trở lên ấy thì Laurel là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng khi team mình đã pick Laurel ấy thì anh em là đồng đội vui lòng chớ có pick 2 hoặc là 3 con lết nữa nhá. Không là đi cả nút, thêm một xạ thủ lết là được rồi. Rừng top trợ thủ thì cứ khỏe sớm mà kiểm soát. Như trong video này ấy, thì có một số thay đổi về trang bị và chống phù hiệu S lên phù hiệu cấp 2 cố thủ để thể thêm 14% kháng ứng. Hay như lên thẳng ngọc đại pháp sư, anh em thể trâu hơn nhờ lượng máu cộng dồn theo thời gian, bồi phục quá ngon. Cộng thêm giày kim cương nè và trang bị cứng, vừa có giáp vừa có phép, hồi chiêu như kiểu mặt nạ, sách truyền. Điều anh em cần phải chú ý, múa đao đeo là phải gắng tận dụng chiêu 2 để thể né chiêu ao chiêu của địch và tấm nội tại để thể gây cái lượng sát thương trên diện rộng. Xem xong clip này, anh em còn chờ gì? Soạn đồ và coi cái địch biết gì là triển đao đeo thôi. Top 2, Brain vẫn là con bài tuyệt vời để đao đánh. Bởi cái lượng sát thương vật lý và sang chuẩn giúp đối phó các vị từ mờ giấy và tanker đều hiệu quả. Brain luôn là cái tên được tin dùng ở vị trí đường rồng Hardison. Đây đồng dạng là vị tướng sát thủ khắc chế lại đội hình xạ thủ mạnh tại. Đương nhiên không phải là vị tướng anh em dễ thuần thục nên tỷ thắng dù cao đến 53,6% nhưng tỷ pick chỉ có 1-2% mà thôi. Ta thường nói Brain mạnh nhưng lại dễ bị khắc chế. Anh em kết hợp Brain với các vị tướng khả năng khống chế rộng và càng quét giao tranh tốt như bọn Volkat, Malok, Oma hay trong video như bọn Vered, Hete, Laurel, bảo kê tốt như Timmy là tuyệt vời. Anh em cần nhớ rằng bug zip Brain nuốt máu trắng lại thành máu xanh thì vẫn còn và rất khủng, nhưng zip bên đài thì auto cấm cùng với Aether và Airy nên zip Brain rất khó tái hợp. Nên Timmy là sự lựa chọn tối ưu giúp Brain tránh bị trực cuối bóp. Chúng ta sử dụng chuyển sinh là ma chú, nâng mắc chiêu 1 tối ưu khống chế và rỉa, nhưng mắc 2 là tối ưu tốc độ đánh và hồi phục nên anh em cần phải cân nhắc khi nâng, bởi hai chiêu đều có tác dụng. Ví dụ anh em nên đổ tốc độ đánh nhiều có thể ưu tiên mắc 1 trước, còn lên kiếm chuồn lên mắc 2 giúp anh em có thể sớm tối đa 200 tốc độ đánh ngon hơn cho Brain. Cài máu thấp nhất phép bổ trợ chính trị, đi đường thì cập tốc biến nhá. Anh em cần nhớ một số lưu ý để chơi tốt Brain như là: thứ nhất, tố để từ xa để tích nội tại trước, cố gắng tích đủ 5 điểm tối đa thì sau đó các bạn cận chiến tấn công kẻ địch thì sẽ chém sang chuẩn cực khỏe luôn. Điểm 2 là chính là ở chiêu 2 nhé, nội tại là giảm nửa thời gian hồi chiêu chiêu 2. Và nội tại thứ hai, Brain hạ thương địch tức là mới chiêu 2 để anh em thể spam. Giảm nửa tức là anh em chỉ cần chém chiêu 1 trúng mục tiêu và mục tiêu bị cắt ấn, sau đó các bạn vận dụng chiêu 2 lên thì sẽ được giảm nửa tao chiêu, giúp tối ưu hơn. Nội tại thứ hai là auto hạ kẻ địch, auto hồi ngay chiêu 2. Đó là lý do vì sao anh em hạ được một kẻ địch thôi là spam rất là ghê rồi. Nó chẳng khác một Buster hoặc là Quillen phiên bản trước đây, hạ lại tiếp tục được spam chiêu cực khủng luôn. Vậy thì cứ chờ gì, áp dụng đánh thôi. Top 1, Mark. Không hề khó hiểu khi Mark là vị tướng dẫn đầu trong bảng xếp hạng này. Đây là vị tướng cực ngon giúp anh em đeo cũng bậc đánh cao với tỷ lệ thắng 53,9%. Phiên bản này anh em cứ vác Mark cấm trụ thì xác định địch chỉ có khóc trong trụ luôn. Nên nhớ cấm trụ bị thay đổi rồi. Khi Mark lên cấp độ 15, thời gian cấm trụ tối đa là khoảng 6 giây và dùng lên trụ nhà thì địch khỏi phá luôn hay là backdoor. Vừa thể lấy tầm nhìn cho team này với chiếc cuối lại khi góc chủ được cái địch ngon. Chưa kể vết mạng không tồi nhưng dễ nhất đó chính là ăn mạng trợ thủ nhá. Bật chiếc cuối lên, cái địch bị hạ là chúng ta có ngay. Điểm lợi nhất của Mark đó chính là chiêu cuối khi có thể tha hồ quẩy ở khắp mọi nơi nhưng có thể đến kịp giao tranh và kết thúc chủ lực kẻ địch yếu máu hay là bắt vào chủ lực đối phương. Và khi chủ lực đối phương không thể bắn được trong tranh thì cơ hội thắng của team lại cực cao luôn. Tuy nhiên đây là vị tướng khá kén người chơi với tỷ lệ chọn chỉ 0,2%. Với khả năng lao và tranh mạnh, Mark sẽ cần những đồng minh có bộ kỹ năng tốt trong tranh, ép trụ khỏe, ví dụ bọn Omega này hay là vị tướng ép đường từ sớm. Bởi cấp độ 4 có cấm trụ ống tay, Mark băng cùng team thoải mái luôn. Hay là như trong video là Laurion, Flo, quẩy nhiệt. Chúng ta sử dụng đấu khí, nâng mắc chiêu 1 và cài máu thấp nhất bổ trợ cấm trụ. Hoặc là anh em để sáng tạo thêm với các ngư mới này,
Anh em gặp xạ thủ kẻ địch toàn bọn cơ động như bọn Cavani hay Ete có thể lên cầm tốc hành, truy đuổi và khéo kẻ địch dễ dàng hơn. Và khi bay một mục tiêu nào đó, nếu cảm thấy mục tiêu đã quá xa hoặc là lùi quá sâu, anh em không có cơ sở để hạ gục kẻ địch, lập tức ngắt chiêu và lùi về. Đừng nên quá tham mà băng ở trụ thì lại toang mạng đấy. Tài không lạ khi gặp các mắc đi trợ thủ để có thể lấy đồ trợ thủ gây sang chuẩn hạ kẻ địch cho lẹ. Nếu thấy tiên địch biến mất trên bản đồ thì anh em hãy vận dụng ngay trước cuối để lấy tầm nhìn cho team, rất là quan trọng hơn đó. Hạn chế bị cấu để trơ tranh vì tầm chiêu và tầm đánh của mắc khá ngắn và là đối tượng bị ganh cực lớn. Bản đồ thứ nhỏ là vị trí anh em cần được quan tâm nhất. Và đó đang bị tướng tỷ lệ thắng cao nhất sẽ là cái tên anh em nên thử chơi và áp dụng phong cách mới tại phiên bản của Vinh Quang này. Ngoài các tên này ra còn có rất nhiều cái tên triển vọng như là Joker, AET hoặc là Quy. Sau khi được làm lại bộ kỹ năng, Skirt thì hơi thất bại tạo hóa một chút ở bậc rank cao thủ, dù vẫn chơi được nhưng rất cần team phụ để khống chế. Câu hỏi gửi tới cho anh em nhận càng nè, theo cảm nhận của anh em sau khi xem các clip của S thì tướng nào thay đổi nhất ở phiên bản của Vinh Quang, vì sao, bậc rank tại của anh em là gì? Hãy kêu gọi bạn bè like và ủng hộ bạn nhé. Xin chào lại anh em ở trong các clip lần sau. Đây là video ở CB Đài cuối cùng sau một tuần du học ở rank cao thủ. Và chia sẻ lại của anh em, đừng quên like, share ủng hộ nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.